Của công ty Tân Đại Dương hôm nay. Và trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương rất vui mừng được chúc mừng em Lâm Minh Trí vừa nhận được visa du học Mỹ. Chào Trí. Em có thể là chia sẻ cái cảm giác của em khi mà nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào? Cảm thấy rất là hạnh phúc và vui vẻ khi mà có được visa lãnh sự quán. Cảm giác là rất là khó nói. Qua Mỹ thì em học trường gì đó? Em học ở Mesa. Đó là trường đó. Khi mà vào phỏng vấn với lãnh sự thì có cái câu hỏi nào mà lãnh sự hỏi em là em khó trả lời? Mình cũng tạo một không khí rất là vui trong đó rồi, nên vì thấy giống như không có căng thẳng. Những câu hỏi cũng đều nằm trong những cái hồ sơ mà anh chị đang đã giúp đỡ chặt cho anh sẵn. Vì thế thì trả lời rất là nhanh, cũng rất là chi tiết. Lãnh sự quán cũng rất là tưởng tượng, rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà lần đầu tiên mà bước vào trong lãnh sự quán thì cái cô nó kêu lại bắt lại chứ không có tên, nên lúc đó cũng thấy hơi vui. Nhưng em nói rất là lớn để chào cô thì cô lúc cười rất lớn, bởi vì mình kêu cô là madam. Và trong khi phỏng vấn thì cô có khen mình là đẹp trai, nên cũng nói là tôi cũng nghĩ là vậy. Nhưng vì thấy cũng dám diễn ra rất là vui, hai cười rồi nói chuyện qua lại nhiều lắm. Và cô có hỏi vài câu về thông tin về trường, cũng như là lý do tại sao lại học môn đó, và cũng như là bản điểm của mình ở đây là như thế nào. Sau đó thì cô cấp visa cho mình. Cái cảm nhận của em khi mà làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì như thế nào? Em cảm thấy rất là tự tin khi mà được chị sắp xếp hồ sơ, cũng như là bày cho em những cái cách trả lời, những cái thông tin mà em rất là hữu dụng khi mà em biết được từ bạn chị Dương đang tiếp cho em. Em cảm thấy rất là, nói chung là rất là dễ dàng, nhưng mà mình có thể trả lời những câu hỏi phát huy được. Nói chung là trước em nhút nhát lắm, bây giờ cũng rất là tự tin trong việc trả lời của mình. Bây giờ đã có visa trong tay rồi thì em có lời khuyên nào dành cho những bạn sắp tới đi phỏng vấn? Lời khuyên dành cho các bạn đó chính là hãy tự tin lên và hãy là chính mình. Hãy luôn luôn là cười thật là tươi trong mỗi phỏng vấn, nói thật to, đừng nên rụt rè. Và những gì mà mình đã học được thì chị Thanh Dương hãy cố gắng phát huy hết. Và nói chung là các bạn đừng nên run, điều đó ảnh hưởng rất là lớn của mình. Hy vọng với những chia sẻ của Trí thì sắp tới những bạn đi phỏng vấn visa sẽ có thêm kinh nghiệm và đạt kết quả tốt khi mà đi phỏng vấn visa với lãnh sự. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ, hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ, khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.